viện vệ sinh dịch tễ trung ương để tiến hành nuôi cấy virus, và đến hiện tại thì tất cả các cái kết quả trả về đều là không phát hiện được virus sống trong các mẫu bệnh phẩm đó. Em cảm ơn chị ạ. Rồi, thế bệnh nhân 188 ấy, thì trong quá trình điều trị khi bệnh nhân đấy tái dương tính và nhập viện lần 2 thì bệnh nhân có biểu hiện gì không chị? Bệnh nhân này khi mà triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trong lúc nhập viện lần quay trở viện ra thì không có triệu chứng gì nổi trội cả, bệnh nhân hoàn toàn không sốt, có một chút ho, bệnh nhân nói là có cảm thấy mệt mỏi thôi, còn các cái triệu chứng về thực thể ví dụ như là sốt hoặc là cái tổn thương tiến triển trên X-quang phổi cũng không có gì đặc biệt.